2 Miss International Queen 2024 từng sang đến hiện tại vẫn chưa về lại Việt Nam kể từ sau đêm chung kết. Mỹ Nhân sinh năm 2005 đang ráo riết đi Media Tour, liên tục lên sóng truyền hình Thái Lan, khiến các fan nước nhà tự hào. Đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Miss International Queen 2024, Á hậu từng sang chưa trở về quê nhà. Cô hiện vẫn ở lại Thái Lan, gặp gỡ truyền thông quốc tế hậu đạt danh hiệu mới. Á hậu từng sang trong những ngày qua liên tục lên sóng truyền hình xứ Chùa Vàng. Cô xuất hiện với diện mạo chỉnh chu, thu hút và gây ấn tượng với màn bắn tiếng Thái mượt mà. Được biết trước khi nhập cuộc chinh chiến Miss International Queen, Á hậu từng sang đã dành 6 tháng để học ngôn ngữ này. Trong đêm chung kết diễn ra vào đêm 24 tháng 8, người đẹp Khánh Hòa liên tục được gọi tên lần lượt lọt top 12, top 6, top 3 chung cuộc. Phần thi ứng xử của từng sang trong top 6 và top 3 chưa được suôn mượt, rơi vào tình huống vấp váp và được sự hỗ trợ của phiên dịch. Chung cuộc từng sang đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Miss International Queen 2024. Đây là lần thứ hai giải sách Việt Nam lọt top 3 cuộc thi này sau thành tích ấn tượng của Hương Giang tại mùa giải 2018. Bên cạnh đó, Á hậu từng sang còn ẵm thêm 5 giải phụ gồm trang phục dân tộc đẹp nhất, người có làn da đẹp nhất, Á quân 2 phần thi tài năng, trình diễn tốt nhất trong đêm bán kết và người đẹp chụp hình ăn ảnh nhất. Trong suốt hành trình thi quốc tế vừa qua, Á hậu từng sang kết hợp sử dụng song ngữ Anh Việt. Đêm chung kết Miss International Queen 2024 khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về người đẹp Peru. Theo sát sau đó chính là người đẹp Thái Lan với ngôi vị Á hậu 1 và từng sang đại diện Việt Nam với ngôi vị Á hậu 2. Trước khi đạt được thành tích này, Á hậu từng sang từng chinh chiến Miss International Queen Việt Nam 2023 và đăng quang ngôi vị Á hậu 1. Dù cán đích ở vị trí Á hậu 2, nhưng sau đêm chung kết Miss International Queen 2024, nhiều fan vẫn tỏ ra bức xúc vì cho rằng đại diện của Việt Nam bị sự ép. Cụ thể, câu hỏi trong phần thi ứng xử của từng sang khi lọt top 6 có nội dung: nhiều nước hiện nay đã thông qua luật thừa nhận quyền thay đổi giới tính, đồng nghĩa việc nhiều nước công nhận phụ nữ chuyển giới thực sự là phụ nữ. Ý kiến của bạn thế nào về việc có công bằng hay không khi vận động viên chuyển giới được phép thi đấu thể thao với vận động viên nữ? Câu hỏi này khiến từng sang có phần mất bình tĩnh, trả lời ấp úng dù bằng tiếng Việt vẫn không thoát ý. Sau đó, câu trả lời của người đẹp 19 tuổi được phiên dịch lại gây ấn tượng hơn. Trên thế giới đã có nhiều quốc gia công nhận nhiều trường hợp chuyển giới thành con gái. Bạn nghĩ sao nếu người chuyển giới được tham gia vào những bộ môn thể thao dành cho phụ nữ? Là một người chuyển giới, chúng tôi luôn luôn xem bản thân mình là phụ nữ. Vì vậy, tôi luôn ủng hộ việc người chuyển giới được quyền tham dự vào những bộ môn thể thao cho phụ nữ. Chúng ta nên tôn trọng người chuyển giới và suy nghĩ của họ. Tiếp đó, từng sang được xướng tên vào top 3 trả lời câu hỏi có nội dung: động lực thúc đẩy sự thay đổi lớn của bạn để trở thành Hoa hậu chuyển giới 2024. Cô tiếp tục trả lời bằng tiếng Việt, nhưng chưa đủ sức thuyết phục so với đại diện Peru, Thái Lan. Động lực duy nhất khiến tôi muốn trở thành Hoa hậu chuyển giới là khát khao khiến thế giới này bình đẳng và tốt đẹp hơn. Tôi đã mơ về giấc mơ này được 6 năm. Đây cũng là động lực giúp tôi có mặt trong top 3 chung cuộc, tạo nên lịch sử cho Việt Nam. Nếu tôi đạt được danh hiệu này, thì điều đầu tiên tôi muốn hướng đến là công nghệ và giáo dục, vì tôi nghĩ hai yếu tố này cực kỳ quan trọng. Từng sang chia sẻ, trên trang cá nhân, Hoa hậu Hương Giang Miss International Queen 2018 để lại dòng trạng thái đề cập đến màn ứng xử của Từng Sang. Hỏi cái gì mà dài vậy trời, ngoan, lễ phép, nghe lời, dễ thương thực sự, thương em lắm. Thành tích nhiều người mong muốn, nhưng sao chị vẫn buồn một chút vì muốn có khoảnh khắc nắm tay, có khoảnh khắc đó thì sẽ trọn vẹn hơn nữa.